Loan ơi, một khi đã lợi dụng sắc hương để tạo nên bạc tiền và địa vị, thì ít có cô gái nào giữ tròn phẩm hạnh tiết trinh của đời con gái. Theo quan niệm cổ hủ của tôi, thì chỉ có các cô gái biết ăn phận và niềm vui, dẫu nghèo bạc tiền, nhưng giàu yêu thương nhân nghĩa. Nhưng còn ai biết phải làm sao giữ được nhau khi sống giữa cuộc đời muôn mặt? Làm sao định nghĩa được ai đúng ai sai giữa những bon chen lọc lừa đảo điên xáo đồng điên cô? Đâu ai thích sống cuộc đời khổ cực tầm thường. Đạo đức tinh thần cũng dân gian bảo rằng đáng quý, nhưng sự thật là người ta nói để nghe chơi. Kẻ sang giàu xuống ngựa lên xe sung sướng thảnh thơi, người ta nhìn vào ai thấy mà không quý trọng. Tại anh, tại sao anh cứ mong mơ cao thượng rồi định bắt em làm chuyện trái ngược đời? Đã từ lâu em muốn nói xin anh vui lòng tạm mình xa nhau ít năm đời, chờ có tiền nên danh sẽ tái duyên vợ chồng. Thôi tùy em, từ nay hai đứa chia hai ngã đường hai nơi. Đừng buồn chia ly đau khổ anh ơi, em chẳng phụ tình anh nở hẹp hồi sao. Thôi Loan ơi, đã thấy có mong xâm hiệp được bận biểu làm chi, tình nghĩa gương chỉ hận sầu. Và tôi đã hiểu rằng khi đã lao thân vào vật chất là khó giữ làm sao được tròn đẹp tâm hồn.